Xin chào tất cả các bạn Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube Kênh Trần Vân Vlog Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 30 Bộ truyện Đô Thị Trận Pháp Sư Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé Đây là một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng cho nên uy lực rất lớn. Nếu như bị bắn trúng, ngay cả Hoàng Thiên cũng không thể chịu nổi. Thông qua ống ngắm công suất cao của súng bắn tỉa, Độc Lan nhìn thấy rất rõ Hoàng Thiên. Ông ngắm hướng thẳng về đầu Hoàng Thiên. Độc Lan muốn một phát đạn này bắn vỡ đầu Hoàng Thiên. Độc Lan có tự tin, với khoảng cách 300 đến 400 mét, cho dù mục tiêu có di chuyển thì độc lan cũng nắm chắc trăm phần trăm một phát bắn trúng mục tiêu cảm thấy vô cùng dễ dàng khỏe miệng độc lan hiện ra một nụ cười lạnh nhẹ nhàng bóp cò tiếng súng không lớn lắm có lẽ do đã lắp ống giảm thanh mặc dù tiếng không lớn nhưng mà uy lực của khẩu súng này không hề nhỏ viên đạn vung vút bay ra thể hiện sức phá hoại kinh người tốc độ bay chắc chắn hơn một ngàn m trên giây Hoàng Thiên điều khiển chiếc xe của mình chạy dọc theo đường quốc lộ hướng về nội thành. Cho dù Hoàng Thiên là người tu chân, cảm giác nhạy bén và mạnh mẽ hơn người bình thường nhiều, thì cũng không có khả năng phát hiện ra Độc Lan ở cách mình 300 đến 400 mét. Ngoài ra, Độc Lan còn là một sát thủ hạng nhất, cũng là một tay súng bắn tỉa xuất sắc. Trong lòng không chút dao động, gã nằm im ở đó không nhúc nhích, chỉ để lộ ra một đôi mắt và một khẩu súng dưới lớp ngụy trang hoàn hảo viên đạn bay với tốc độ cực nhanh sau khi bắn phát súng này trên mặt độc lan lập tức lộ ra một nụ cười lạnh căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của mình độc lan chắc chắn phát súng này của gã tuyệt đối trúng mục tiêu sẽ không bị lệch độc lan trong lòng vui vẻ hét lên giống như bắt chước âm thanh nổ tung của mục tiêu rõ ràng độc lan là một sát thủ gã không chỉ một lần thổi bay đầu kẻ khác, là một tay già đời có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Nhưng mà, thông qua ống ngắm, sắc mặt của Độc Lan lập tức thay đổi, bởi vì đã xuất hiện một cảnh tượng không thể nào tin. Thái độ của Độc Lan giống như gặp quỷ. Bên trong xe, khi viên đạn bay qua, Hoàng Thiên đột nhiên có một dự cảm xấu. Dù sao cũng là người tu chân, cho nên thực lực của hắn mạnh hơn người thường rất nhiều vẫn có chút cảm giác được nguy hiểm đang đến gần. Nhưng viên đạn bay với tốc độ quá nhanh, gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Ngay cả khi Hoàng Thiên đột nhiên có dự cảm xấu thì cũng khó mà phản ứng lại. Viên đạn dễ dàng xuyên qua cửa kính xe đã tạo thành một lỗ thủng lớn rồi bay về đầu Hoàng Thiên với tốc độ cực cao. Nếu viên đạn này bắn trúng Hoàng Thiên thì cho dù là tu vi luyện khí cấp 7 trung kỳ đỉnh phong thì hắn cũng không có cách nào chống lại mặc dù đầu không bị nổ tung giống như người bình thường nhưng mà ít nhất cũng bị bắn vào xương sọ trên đầu bị đục một cái lỗ viên đạn đi vào xương sọ cho dù không xuyên qua hộp sọ thì chắc chắn não cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng mà hoàng thiên lại vô cùng may mắn mấy ngày trước khi tu luyện hoàng thiên đã luyện chế ra một mặt dây chuyền bằng ngọc dùng một sợi dây màu đỏ đeo lên ngực của mình đây không phải là một mặt dây chuyền ngọc bình thường đối với mặt dây chuyền bằng ngọc tuyệt đẹp có độ dày chưa đến ngón tay cái hoàng thiên đã đặt vào bên trong nó một trận pháp phòng ngự nhỏ khi bị tấn công bất ngờ hoặc khi bị tấn công nguy hiểm tới gần trận pháp bên trong mặt dây chuyền bằng ngọc này sẽ được kích hoạt hình thành một tấm lá chắn bảo vệ đương nhiên trận pháp bên trong mặt dây chuyền bằng ngọc đã được hoàng thiên đưa linh khí vào mỗi lần phòng hộ đều sẽ tiêu hao linh khí căn cứ vào mức độ nguy hiểm mà tiêu hao linh khí không giống nhau sau khi tất cả linh khí ở mặt dây chuyền ngọc bị tiêu hao hết trận pháp trên mặt dây chuyền bằng ngọc sẽ mất đi hiệu lực mặt dây chuyền bằng ngọc này cũng trở thành một món đồ trang trí nhưng mặt dây chuyền bằng ngọc này được hoàng thiên dùng phỉ thúy luyện chế cho nên nó là một món đồ trang sức vô cùng xa xỉ khi viên đạn bay với tốc độ cao cách đầu hoàng thiên chưa đến một thước Trận pháp đã được kích hoạt, lá trắng bảo vệ được hình thành mà mắt thường không có khả năng nhìn thấy. Viên đạn bắn lên tấm lá trắng phòng hộ, tiếp tục bay về phía trước một đoạn, sau đó rơi xuống. Ngay khi trận pháp được kích hoạt, Hoàng Thiên đã nhìn thấy viên đạn, nhìn thấy đầu đạn thô to. Trước khi đầu đạn rơi xuống mặt đất, Hoàng Thiên đã biết mình bị người khác ám sát. Vậy mà lại dám ngang nhiên ám sát mình. Ngay lập tức, Cơn giận của Hoàng Thiên nổi lên. Hắn phanh gấp, đẩy cửa xe ra rồi xông ra ngoài. Động tác lưu loát liền mạch, động tác cực nhanh. Độc Lan ở khoảng cách mấy trăm mét nhìn thấy cảnh này cũng phải trợn mắt há mồm, ngây người khoảng hơn một giây. Một giây. Khoảng thời gian này đối với một sát thủ mà nói, quả thật không thể tin được. Trong hoàn cảnh này mà gã lại có thể ngây ngốc tận một giây, đủ cho thấy hành động của Hoàng Thiên vô cùng nhanh. Một giây ngây người này, gã nhìn thấy Hoàng Thiên xuống xe, lao về mình. Độc Lan biết mình đã thất bại, thất bại hoàn toàn. Ở khoảng cách 3-400 mét, Độc Lan thật sự không biết Hoàng Thiên làm sao phát hiện ra vị trí của mình. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho gã biết, vị trí của gã đã bị bại lộ. Thấy tốc độ phản ứng của Hoàng Thiên, Độc Lan liền biết, thân thủ của Hoàng Thiên rất lợi hại gã sợ đến mức hoàn toàn không có dũng khí bắn phát thứ hai. Gã vứt súng bắn tỉa của mình đi, nhảy ra khỏi vị trí phục kích rồi liều mạng chạy trốn. Độc Lan vừa liều mạng chạy trốn, vừa quay đầu nhìn Hoàng Thiên. Khi vừa nhìn, lá gan của Độc Lan dùng muốn nứt ra. Trời ơi! Tốc độ của con người lại có thể nhanh đến như vậy sao? Đây rốt cuộc là loại người nào? Không thể nào! Tốc độ của Hoàng Thiên thật sự rất nhanh, còn nhanh hơn cả quán quân chạy việc giả 100 mét gấp mấy lần. Chớp mắt đã lao xuống đường quốc lộ, vọt tới trên sườn núi rồi lao thẳng về đỉnh đồi. Một con kiến nhỏ nhỏ mà cũng dám ám sát mình. Hoàng Thiên thật sự nổi giận rồi, hắn phát huy tốc độ lên đến cực hạn, mỗi bước đi ít nhất cũng phải 10 mét, nhảy nhẹ cũng đã 20-30 mét. Đây là đường quốc lộ, không chỉ Hoàng Thiên có xe, tuy rằng không nhiều xe nhưng vẫn có 3-5 chiếc khác bên trong một chiếc xe ô tô có một anh chàng đang vừa lái xe vừa cười nhẹ giống như vừa ngâm nga xong một ca khúc vốn dĩ anh chàng này đang lái xe lại nhìn thấy hoàng thiên ở phía trước vừa thấy hoàng thiên anh chàng này đã há hốc miệng vẻ mặt đầy khiếp sợ rất lâu sau mới khôi phục tinh thần trời ạ à, đây là siêu nhân không chỉ anh chàng kia nhìn thấy thân thủ của hoàng thiên mà những người đang ngồi trên mấy chiếc xe khác cũng nhìn thấy mọi người đều không thể tin được vào hai mắt mình dùng sức xoa xoa hai mắt cho rằng mình bị hoa mắt may mắn ở đây không có quá nhiều xe mọi người lái xe tốc độ cũng không nhanh khoảng cách giữa các xe khá xa nói cách khác có thể đảm bảo không gây ra tai nạn giao thông nhưng tốc độ của hoàng thiên quả thật quá nhanh mọi người hầu như không kịp phản ứng chỉ trong vài giây hoàng thiên đã biến mất khỏi tầm mắt một người vừa tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy điện thoại di động của mình ra, quay lại cảnh tượng khó tin này. Nhưng Hoàng Thiên đã biến mất không thấy đâu. Tốc độ này quả thật là quá nhanh. Khoảng cách 3-400 mét không phải là một quãng đường dài với Hoàng Thiên. Hắn rất nhanh đã vọt đến đỉnh núi, đứng ở bên cạnh hố phục kích trên đỉnh núi nơi mà Độc Lan phục kích mình. Nhìn súng bắn tỉ hạng nặng bị vứt bỏ trên mặt đất, thì hố phục kích này rõ ràng là mới đào, Hoàng Thiên không dừng mà lập tức đuổi theo. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, còn Độc Lan thì chậm hơn nhiều. Hoàng Thiên xông thẳng lên đỉnh núi khoảng cách ước chừng 300-400 mét, trong khi Độc Lan rất vất vả chạy trốn, lại chạy được chưa tới 100 mét. Chẳng qua trên núi có cây cối che giấu, ở khoảng cách 100 mét, Hoàng Thiên không thấy được Độc Lan. Nhưng Độc Lan vội vàng chạy trốn, khi đi qua lùm cây đã lưu lại rất nhiều dấu vết, cung cấp manh mối cực tốt cho Hoàng Thiên lần theo dấu vết do Độc Lan để lại, Hoàng Thiên đuổi theo hơn 100 mét, không ngờ lại phát hiện tất cả dấu vết đều biến mất. Độc Lan không hổ danh là sát thủ hạng nhất có kinh nghiệm vô cùng phong phú. Vừa thấy tốc độ Hoàng Thiên xông tới, Độc Lan liền biết có lẽ gã đã gặp phải loại cao thủ trong truyền thuyết. Hơn nữa, loại người này không phải là kẻ mà gã có thể trêu chọc. Đối với hạng người này, toàn bộ giới sát thủ đều vô cùng kiên kỵ. Nói chung là không nhận nhiệm vụ ám sát những người như vậy. Nhóm sát thủ đều lo lắng. Nếu như nhiệm vụ thất bại thì sẽ nhận lại sự trả thù điên cuồng của những người này. Vốn cho rằng Hoàng Thiên chẳng qua chỉ là kẻ xấu, là một nhân vật khủng bố bình thường. Trong lòng độc lan tràn đầy chua xót, đồng thời cũng hận chết kẻ đã tuyên bố nhiệm vụ này. Tình kia không nói rõ ràng hoàn cảnh, làm hại bản thân hắn chật vật. Lúc này, độc lan quả thật vô cùng chật vật nhưng cho dù chật vật cũng phải chạy trốn, không chạy trốn thì nhất định sẽ chết. Vứt bỏ khẩu súng bắn tỉa cồng kềnh, trên người mang một lớp ngụy trang thật dày, Độc Lan tiếp tục chạy trốn, gã chạy về phía chiếc xe của mình đậu cách đó 1-2 km. Độc Lan thầm nghĩ, chỉ cần chạy đến chỗ xe ô tô, lên xe rồi, cho dù tốc độ của Hoàng Thiên có nhanh cỡ nào, thì cũng không thể nào đuổi theo một chiếc ô tô đang điên cuồng bỏ chạy nhưng độc lan mới chạy được mấy chục mét đã biết cách này không thể thực hiện được tốc độ của hoàng thiên quả thật rất nhanh nhanh tới mức độc lan không thể tin được độc lan rất nhanh thay đổi ý tưởng bắt đầu vội vàng chật vật chạy trốn gã biết mình đã phạm phải điều tối kỵ của sát thủ là để lại quá nhiều dấu vết khi chạy trốn những dấu vết đó đều là điểm trí mạng rất nhanh gà đã cẩn thận hơn hầu như không lưu lại bất kỳ dấu vết nào nhưng tốc độ lại chậm hơn rất nhiều. Độc Lan đi tới mấy chục mét bên trong rừng cây rậm rạp ở trên núi, gã dường như nghe thấy động tĩnh ở phía sau, biết Hoàng Thiên đang ở cách gã không xa. Trong lòng gã căng thẳng, giống như chó nhà có tang. Lập tức thay đổi phương hướng chạy trốn. Làm một sát thủ, thật sự phải có năng lực chạy trốn. Hiển nhiên gã đã trải qua huấn luyện bài bản chuyên nghiệp. Độc Lan hy vọng lần này mình có thể chạy thoát hy vọng rằng kỹ xảo chạy trốn của mình có thể phát huy ra tác dụng nhưng cho dù độc lan thay đổi phương hướng cho dù gã không lưu lại chút dấu vết thì tiếng động đằng sau gã vẫn truyền đến hiển nhiên là hoàng thiên đang đến gần độc lan lại càng căng thẳng hơn đột nhiên gã nhìn lớp ngụy trang thật dày trên người mình trong lòng vừa động sau khi nhìn thấy đám cây cối rậm rạp độc lan liền lợi dụng lớp ngụy trang rồi ẩn nấp không phải nói ẩn nấp như vậy thật sự rất khó phát hiện nếu không đến trước mặt độc lan trong vòng 2-3 mét không cẩn thận kiểm tra lại phạm vi xung quanh thì thật đúng là khó có thể phát hiện ra lại nói tới hoàng thiên hắn lần theo dấu vết mà độc lan lưu khi chạy trốn đuổi theo đến mấy chục mét thì bị mất dấu hoàng thiên biết tên sát thủ này đã chú ý đến điểm này nên rất cẩn thận không lưu lại quá nhiều dấu vết cho hoàng thiên lần theo hoàng thiên nghĩ thầm đối phương quả thật là người không đơn giản nếu đã không có chút dấu vết nào hoàng thiên chỉ có thể dùng đến thính giác xuất sắc của mình nếu khoảng cách giữa đối phương và mình không quá xa thì hắn vẫn có thể nghe thấy một ít động tĩnh ít nhất có thể xác định được phương hướng đại khái dựa vào thính lực nhạy bén nghe được tiếng động của độc lan đang chạy trốn sau khi hoàng thiên đuổi theo mấy chục mét thì tiếng động lập tức biến mất Nhìn cây cối rậm rạp xung quanh, Hoàng Thiên biết, chắc chắn đối phương đang ở gần đây, nó không chừng đã dừng lại trốn đi rồi. Sợ dĩ Hoàng Thiên phán đoán như vậy là bởi vì xung quanh không hề có chút động tĩnh. Nếu đối phương vẫn tiếp tục chạy trốn thì Hoàng Thiên tin rằng mình có thể nghe được một ít động tĩnh. Nhưng lúc này, hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào, có lẽ đối phương đang nấp ở gần đây, nó không chừng đã ẩn nấp thật thú vị lợi dụng cây cối rậm rạp để ẩn nấp hoàng thiên nghĩ thầm trên mặt lập tức hiện ra ý cười chơi trốn tìm ở trước mặt một người tu chân như mình đây chính là lão thọ tinh ăn thạch tín chê mình sống quá lâu vì vậy hoàng thiên cười lạnh nhưng đồng thời cũng phóng thần thức của mình ra bên ngoài hắn hoàn toàn thấy rõ ràng tình hình ở trong phạm vi sáu mươi mấy mét cho dù cây cối rậm rạp nhưng mà với thần thức của Hoàng Thiên thì không hề có chút cản trở nào. Mọi thứ đều rõ như trong lòng bàn tay. Nhờ thần thức của mình, Hoàng Thiên đã biết được vị trí mà Độc Lan đang ẩn nấp. Hắn nhìn lớp ngụy trang thật dày trên người Độc Lan, gần như hòa cùng một thể với đám cây cối rậm rạp, kỹ thuật che giấu vô cùng tinh thông. Nếu Hoàng Thiên không có thần thức, thì đúng là khó mà phát hiện ra tên sát thủ Độc Lan đang ẩn mình này. Nếu đã biết được vị trí của Độc Lan, vẻ mặt Hoàng Thiên cũng thoải mái hơn nhiều. Hắn nhẹ nhàng đi về Độc Lan, khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Độc Lan ẩn mình bên dưới bụi cây rậm rạp, thông qua lớp ngụy trang rất dài, nhìn Hoàng Thiên chậm rãi đi về phía mình. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp, không thể giải thích. Độc Lan có một loại dự cảm, Hoàng Thiên dường như đã phát hiện ra vị trí của mình. Mặc dù không biết tại sao Hoàng Thiên có thể dễ dàng tìm ra mình. Nhưng thấy Hoàng Thiên đang càng lúc càng gần, Độc Lan chắc chắn vị trí của hắn đã bị lộ. Độc Lan đột nhiên la lên một tiếng thình lình vùng dậy. Lúc này Hoàng Thiên chỉ cách vị trí Độc Lan khoảng hơn 10 mét. Thấy Độc Lan đột ngột nhảy dựng lên, biểu hiện của Hoàng Thiên vô cùng bình tĩnh, không hề bất ngờ chút nào. Thậm chí hắn còn nghiền ngẫm nhìn nét mặt kinh hãi đột nhiên bất ngờ nổi dậy của Độc Lan cùng lúc nhảy lên, trong tay Độc Lan cũng cầm một khẩu súng lục liên tục bắn về Hoàng Thiên. Tốc độ bắn của Độc Lan rất nhanh, hiển nhiên trình độ bắn súng không hề tầm thường. Nhưng khi Độc Lan bắn hết một băng đạn rồi, bắn hết toàn bộ đạn trong khẩu súng lục, vẻ mặt của hắn lại giống như gặp quỷ. Bởi vì Hoàng Thiên không bị tổn hại dù chỉ một cọng tóc, lại còn đứng trước mặt hắn ta cười tủm tỉm. Độc Lan gần như gục ngã. Hoàng Thiên đương nhiên có thể dễ dàng né tránh những viên đạn này. Kết hợp với thần thức, Hoàng Thiên biết rõ quỹ đạo của những viên đạn nên có thể nhẹ nhàng tránh thoát. Hoàng Thiên từng bước một đi tới gần Độc Lan. Tên sát thủ này không biết là ai mời tới, vậy mà là dám ám sát hắn. Hoàng Thiên không có ý định buông tha cho tên sát thủ này. Thấy Hoàng Thiên từng bước đến gần, Độc Lan biết mình sắp xong đời rồi tình huống ngày hôm nay là lần đầu tiên trong kiếp sống sát thủ hơn mười mấy năm của hắn được chứng kiến thân thủ hoàng thiên nhanh như vậy lại có thể tránh khỏi đạn bắn độc lan biết hôm nay hắn không thể trốn thoát trước khi chết độc lan vẫn ngoan cố chống cự một thanh đao màu xanh lam xuất hiện trong tay độc lan hiển nhiên là con đao này có độc nét mặt độc lan đổi sang tàn khốc hét lớn một tiếng rồi lao về hoàng thiên nhưng tiếng hét của Độc Lan lại đột ngột im bặt. Hắn tuyệt vọng nhìn vào ngực mình. Độc Lan cũng không thể nào nhìn rõ, dao găm trong tay sao lại cắm sâu vào ngực mình. Miệng của hắn rất nhanh phun ra máu đen. Độc Lan chậm rãi ngã xuống. Hoàng Thiên cười lạnh, sau đó cúi người, cẩn thận tìm tòi trên người Độc Lan. Nhưng trên người Độc Lan lại không hề có thứ gì chứng minh cho thân phận của gã. Bởi vì không có thứ gì chứng minh thân phận cho nên hoàng thiên không biết thân phận thật sự của tên này là gì gã thuộc tổ chức nào ai lại phái sát thủ đến ám sát mình chứ hoàng thiên nghĩ thầm suy nghĩ một hồi hăng dám khẳng định không phải là nhân sĩ thuộc giới cổ võ nếu là nhân sĩ thuộc giới cổ võ chắc chắn sẽ không thuê một sát thủ như vậy đến đối phó mình loại sát thủ này tuyệt đối là hạng nhất đối phó người thường nhất định không có vấn đề dừng đối phó với cao thủ cổ võ thì không được. Sau khi phân tích, trong đầu Hoàng Thiên lập tức hiện ra một người. Trần Phong Trần Phong là người có hiểm nghi lớn nhất. Hoàng Thiên thầm oán hận. Nếu thật sự là Trần Phong thì hắn nhất định phải khiến cho tên này trả giá thật đắt. Hoàng Thiên lấy điện thoại ra gọi cho Dịch Cương thuật lại tình hình nơi này cho anh ta rồi giao chuyện ở đây cho Dịch Cương xử lý. Nói không chừng Dịch Cương còn có thể tra ra được tên sát thủ này là ai. Gọi điện thoại xong, Hoàng Thiên từ từ đi xuống đỉnh núi, lên xe của mình. Về cơ bản, toàn bộ chiếc xe không có vấn đề gì. Chỉ là cửa xe có một lỗ thủng do đạn bắn. Hắn trực tiếp đập vỡ mảnh kính có lỗ đạn. Sau khi lau sạch mảnh kính vỡ, Hoàng Thiên liền lái xe đến cửa hàng sửa xe 4S thay một tấm kính mới. Sau đó, lái xe thẳng đến công ty của Trần Phong. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất làm cho người hối hận cả đời. Hoàng Thiên là một người có thù oán tất báo. Nếu Trần Phong là kẻ có hiểm nghi lớn nhất, mặc dù vẫn chưa có chứng cứ, nhưng Hoàng Thiên vẫn quyết định phải tìm Trần Phong để xác minh chuyện này. Công ty của Trần Phong ở gần thôn Quang Trung. Dựa vào bối cảnh gia đình, thân là con cháu thế gia, công ty của Trần Phong khá lớn, kinh doanh đa dạng chỉ cần là ngành nghề có thể kiếm ra tiền, Trần Phong đều sẽ bước một chân vào. Công ty của Trần Phong là một tòa nhà văn phòng sang trọng cao 58 tầng. Tòa nhà văn phòng này có diện tích rất lớn, cũng vô cùng phong cách. Toàn bộ tòa nhà đều thuộc sản nghiệp của nhà họ Trần. Công ty của Trần Phong chiếm hết 5 tầng cao nhất của tòa nhà. Lúc này Trần Phong đang bên trong văn phòng rộng rãi sang trọng, nét mặt thỏa mãn, tâm trạng có vẻ rất tốt người nhận nhiệm vụ là Độc Lan, sát thủ đứng đầu thế giới. Trần Phong biết Hoàng Thiên sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này, có lẽ là hôm nay hoặc có lẽ là ngày mai. Dám ngang nhiên, dám chống lại Trần Thiếu tôi sao? Trong lòng nghĩ vậy, tâm trạng của Trần Phong lại càng cảm thấy thoải mái. Gã cầm ly cà phê do cô thư ký xinh đẹp vừa pha ở trên bàn làm việc lên. Trần Phong nhấp một ngụm, tâm trạng cực tốt nghĩ đến cô thư ký nhỏ bé xinh đẹp quyến rũ của mình, trái tim Trần Phong giống như bùng lên một ngọn lửa. Trong đầu hiện ra khung cảnh bên trong văn phòng với thư ký ngày hôm qua. Trần Phong không nhịn được nở nụ cười. Ôi, cuộc sống thật tuyệt. Trần Phong thật sự cảm thấy mình đang hưởng thụ cuộc sống một cách trọn vẹn. Siêu xe, biệt thự cao cấp, gái xinh, tiền mặt, quyền lực không thiếu. Mỗi lần ra cửa đều là tiền hô hậu ủng, cẩm y ngọc thực nếu có thể sống như vậy đến 8-9-10 tuổi thì tốt quá rồi. Trần Phong thầm nghĩ. Hoàng Thiên lái xe đến tòa nhà văn phòng sang trọng nơi đặt trụ sở công ty của Trần Phong. Tìm một chỗ đậu xe gần đó, sau khi xuống xe, Hoàng Thiên nhìn lên tòa nhà văn phòng sang trọng và hiện đại này, trong lòng thầm nghĩ, tòa nhà này không có tội. Nghe Vương Tiểu Vĩ nói, tòa nhà này thuộc sản nghiệp của nhà họ Trần hình như là sắp chuyển sang tên cho Trần Phong. Mình có nên hay không? Hoàng Thiên nghĩ thầm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hoàng Thiên đã thích tòa nhà này rồi. Vị trí rất tốt, diện tích lớn, hầm để xe cũng rất lớn. Chỉ nhìn bề ngoài một cái đã biết rất tốt. Trang trí này, thiết kế này rất tốt, thật sự rất rất tốt. Hoàng Thiên đánh giá tòa nhà này rất lâu, trong lòng chầm rãi nóng lên. Hắn thầm nghĩ, nếu tòa nhà này mà của nhà họ Hoàng thì tốt rồi. Vừa lúc có thể làm văn phòng trụ sở chính của tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Nơi này rất gần thôn Quang Trung. Quảng trường thương mại siêu thị Phú Giai sắp khai trương ở đó. Khoảng cách giữa hai khu chỉ hai hoặc ba con phố. vả lại chỉ mất 10 phút đi xe. Ở bên ngoài nhìn ngắm tòa nhà vài phút. Hoàng Thiên rất hài lòng với tòa nhà này. Tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai đúng lúc đang thiếu một tòa nhà văn phòng để làm trụ sở chính. Trong mắt Hoàng Thiên không có nơi nào thích hợp hơn nơi này. Cửa chính của tòa nhà vô cùng thoáng đảng, nhân viên ra ra bà và vào không phải chen chút nhau. Bước vào cổng là một đại sảnh lớn, đại sảnh rộng hơn 1 000 mét vuông trang hoàng xa hoa. Trên mặt đất sàn nhà bóng loáng có thể thấy rõ người. Mẹ nói chứ, nhà họ Trần thật là có tiền chỉ cần dựa vào một tòa nhà này cũng có thể nhìn ra. Sau khi Hoàng Thiên tiến vào đại sảnh, thấy đại sảnh xa hoa, trong lòng thầm có ý nghĩ này. Hai bên đại sảnh là hai dãy thang máy, có ít nhất mấy chục cái thang máy, rất nhiều tinh anh áo trắng thần sắc vội vàng đang ra ra vào vào. Hoàng Thiên xem xét tình hình ở đại sảnh một lát, đã tìm được số tầng nơi đặt trụ sở công ty của Trần Phong. Sau đó Hoàng Thiên cất bước đi đến thang máy đi thang máy lên tầng thứ 54. Văn phòng của Trần Phong nằm trên đỉnh. Công ty do Trần Phong mở chiếm trọn 5 tầng trên cùng của tòa nhà xa hoa này. Giống như một loại tư thái cao cao tại thượng, vững vàng đè nặng lên các công ty khác ở những tầng bên dưới. Hoàng Thiên đi thang máy chỉ có thể đến tầng thứ 54. Công ty của Trần Phong ở 5 tầng phía trên sử dụng thang máy nội bộ. Ra khỏi thang máy Hoàng Thiên đi về phía trước, vừa mới đi được mấy mét còn chưa tới trước cửa công ty trần phong thì đã bị chặn thấy hoàng thiên lạ mặt mặt hắn dường như còn có chút tức giận hai nhân viên bảo vệ lạnh lùng ngăn hoàng thiên anh kia mời anh dừng bước anh muốn tìm ai nếu hắn đã tới nơi này để gây rắc rối cho trần phong thì sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt hoàng thiên nói thẳng nói trần phong cút ra đây cho tôi vừa nói hoàng thiên vừa tiếp tục đi về phía trong hoàn toàn không để ý đến những nhân viên bảo vệ thấy hoàng thiên đến không có ý tốt một nhân viên bảo vệ trong đó kiêu ngạo nói này tên nhóc nếu muốn gây chuyện thì cũng phải nhìn rõ xem đây là đâu nhanh cút ra ngoài cho tôi nơi này là địa bàn của nhà họ trần sau lưng có trần phong chống lưng nên tên bảo vệ này vô cùng kiêu ngạo tên đội trưởng đội bảo vệ này hoàn toàn không để hoàng thiên vào trong mắt Hoàng Thiên cười lạnh, hai mắt tràn đầy lãnh lệ. Tên đội trưởng đội bảo vệ vung tay, ngay lập tức có hơn 10 nhân viên bảo vệ xông tới. Những bảo vệ này đều cầm dùi cui, hiển nhiên là chuẩn bị vây đánh Hoàng Thiên. Các anh em, lên cho tôi! Tên đội trưởng đội bảo vệ hô to một tiếng, hơn 10 tên bảo vệ cầm dùi cui xông về Hoàng Thiên. Vài cô lễ tân xinh đẹp giật mình khi thấy nhiều bảo vệ như vậy cầm dùi cui vây đánh một mình Hoàng Thiên bọn họ hoảng sợ tới mức miệng há to. Bảo vệ ở đây rõ ràng không phải lần đầu tiên đánh nhau. Bọn họ đều là những tay đánh nhau già đời, có thể phối hợp với nhau tương đối ăn ý. Cầm dùi cui là một lôi đánh hỗn tạp. Nhưng bọn họ có thể đánh trúng Hoàng Thiên mới là chuyện lạ. Những nhân viên bảo vệ này bắt đầu ra tay. Đôi mắt của Hoàng Thiên hơi nheo lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Động tác của hắn rất nhanh. Bình bình bốp bốp, tiếng đánh nhau vang lên thực lực của hai bên thật sự chênh lệch quá xa. Rất nhanh, hơn 10 tên bảo vệ nằm la liệt đầy đất, trong đó gã bảo vệ dẫn đầu bị Hoàng Thiên tập trung chăm sóc, ít nhất cũng bị gãy xương vài chỗ, không nằm trên giường vài tháng thì đừng mong khỏi hẳn. Những tên bảo vệ còn lại thì mặt mũi bầm dập, nằm thẳng cẳng trên mặt đất trên hừ hừ, không một tên nào bò dậy được. Mấy cô lễ tân chứng kiến toàn bộ cảnh này, mắt hoa lên. Mọi người đều không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra. Hơn 10 nhân viên bảo vệ này nằm la liệt đầy đất, sắc mặt của mấy cô lễ tân này hoàn toàn tái mét, sợ hoàng thiên ra tay với mình. Tuy nhiên, hoàng thiên không có thói quen đánh phụ nữ, hắn phất lờ mấy cô gái ở quầy lễ tân, bước nhanh vào bên trong thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất. Văn phòng của Trần Phong nằm ở tầng này. Bên dưới xảy ra động tĩnh lớn như vậy, nhân viên trực camera giám sát đã báo cáo tình hình tới bộ phận an ninh. Bộ phận an ninh gần như sôi trào, nhân viên bảo vệ trong bộ phận an ninh vội vàng chạy lên tầng trên cùng. Cửa thang máy vừa mở ra, Hoàng Thiên vừa ra khỏi thang máy đã thấy rất nhiều nhân viên bảo vệ đang cầm vũ khí xông về mình. Nhìn tư thế này thật sự có chút khiến cho người ta giật mình. Hoàng Thiên cũng buồn bực trong lòng. Công ty do Trần Phong mở làm sao lại nuôi nhiều bảo vệ đến vậy? Dân bọn họ cứ xông tới đi, đánh đi. Dưới loại tình huống này, sử dụng vũ lực là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Ngoài trừ bảo vệ ra còn có rất nhiều tên đàn ông cao to vạm vỡ mặc sơ mi trắng. Những người này đều được Trần Phong trả lương. Ngày thường làm tùy tùng và tay chân cho Trần Phong. Thân thủ của những tên đàn ông to cao vạm vỡ mặc sơ mi trắng này mạnh hơn những nhân viên mặc đồng phục bảo vệ nhiều. Nhưng Hoàng Thiên là ai chứ? thân thủ hoàng thiên có thể sánh ngang với cao thủ thiên cấp những người này ở trong mắt hoàng thiên thật sự là không chịu nổi một kích hoàng thiên giống như sói giữa bầy cừu một trận đánh hoa cả mắt trong cuộc chiến hỗn loạn vang lên tiếng kêu thảm thiết có rất nhiều người nằm ngã ra trên mặt đất số người có thể đứng dậy càng ngày càng ít hoàng thiên vừa đánh vừa đi tới gần chỉ hai ba phút đã có hơn một trăm người nằm trên mặt đất nhìn lại không thấy ai có thể đứng dậy được hoàng thiên nhẹ nhàng vỗ hai tay mình đối với những kẻ này hoàng thiên rất có chừng mực chị gãi đúng chỗ ngứa không có người nào bị nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên bọn họ đều là mặt mũi bầm dập vẫy mặt thảm thiết cũng không ai có khả năng bò dậy được chỉ có thể nằm thẳng cẳng ra đất rõ ràng không có ai bị thương đến xương cốt chỉ bị thương ngoài da nhưng không ai có thể bò dậy cố gắng hết sức để bò dậy cũng không được chỉ có thể nằm la liệt toàn bộ tầng trên có diện tích rất lớn nhưng lại không có nhiều nhân viên lắm tất cả đều là những quản lý cấp cao làm công trong công ty của trần phong mỗi người đều có một văn phòng rất rộng thậm chí còn có rất nhiều phòng họp xa hoa thấy hoàng thiên giống như sát thần những người này đều sợ tới chết khiếp nhanh chóng đóng chặt cửa văn phòng có vài người sau khi đóng cửa còn vội vội vàng vàng gọi điện thoại không biết là gọi điện thoại đến văn phòng của Trần Phong hay là gọi điện thoại báo cảnh sát. Dựa theo số phòng, Hoàng Thiên nhanh chóng tìm thấy văn phòng của Trần Phong. Hoàng Thiên dùng chân đá văn cửa văn phòng, cánh cửa bị đá văn ra, Hoàng Thiên thấy Trần Phong đang đứng bên trong văn phòng. Rõ ràng Trần Phong đã biết rõ tình hình, hơn 100 thuộc hạ của hắn trong thời gian ngắn toàn bộ bị đánh ngã nằm la liệt trên đất. Trần Phong biết mình chọc phải phiền phức rồi thấy Hoàng Thiên một chân đá văng cửa văn phòng mình. Khuôn mặt Trần Phong hoàn toàn ngây ra. Sau khi đá tung cửa, Hoàng Thiên tiền tay ném một đống đồ vật ra ngoài. Hoàng Thiên bắt đầu bày trận. Một cái ảo trận, một cái lao trận. Bố trí xong hai trận pháp này, Hoàng Thiên lại đi về Trần Phong với nét mặt nghi ngẫm. Lúc này đã có rất nhiều nhân viên bảo vệ nghe được tin tức, lập tức từ các tầng khác chạy tới. Tòa nhà văn phòng này toàn bộ đều là sản nghiệp của nhà họ Trần họ có một công ty bảo vệ chuyên nghiệp chuyên chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho cả tòa nhà. Đương nhiên, công ty bảo vệ này cũng là sản nghiệp của nhà họ Trần. Trần Phong thiếu gia nhà họ Trần xảy ra chuyện, những nhân viên bảo vệ này lập tức hùng hổ như phát điên chạy lên tầng cao nhất. Các nhân viên bảo vệ chen chúc nhau chạy tới thay đám người nằm la liệt ở lối đi nhỏ lên tầng cao nhất, trên hành lang và trong đại sảnh. Trong lòng bọn họ hơi kinh hãi, vài tên cầm đầu cầm bộ đàm vừa nôn nóng gọi, vừa mang theo một đám người chạy về văn phòng của Trần Phong. Người dẫn đầu này biết, Hoàng Thiên chỉ có một mình, lấy sức của một người mà có thể làm bị thương nhiều người trong thời gian ngắn như vậy. Hắn không nôn nóng mới là lạ. Nếu Trần Phong gặp phải chuyện gì không hay, những nhân viên phụ trách công tác bảo vệ này cũng không thể gánh nổi cơn giận ngút trời của nhà họ Trần. Có một số văn phòng trên tầng cao nhất, cửa vốn dĩ đã đóng chặt, nhưng thấy nhiều người đi về phía mình như vậy, những quản lý cấp cao và cấp trung này mới cẩn thận răng rén mở cửa văn phòng của mình ra, nhìn động tĩnh bên ngoài. Một người mặc sơ mi trắng thân hình vạm vỡ, vẻ mặt bưu hãn, người đàn ông này có thể là quản lý an ninh, đang cầm dùi cui, mang theo một nhóm người chạy tới văn phòng làm việc của Trần Phong. Cửa phòng làm việc của Trần Phong bị đóng, người đàn ông này vừa đẩy cửa ra, đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng giật mình. Thấy cảnh này, người đàn ông nọ khẽ lùi về sau hai bước, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Những người đi theo sau, ai nấy đều mang theo nét mặt khó hiểu. Tại sao quản lý chỉ mở cửa vào nhìn thoáng qua một cái, rồi quay ra ngoài? Nếu Hoàng Thiên đã bước vào văn phòng làm việc xa hoa của Trần Phong, thì Trần Phong chắc chắn đang gặp nguy mới đúng. Nhưng sao lại không đi cứu người, mà còn nhẹ nhàng đóng cửa lại? Ông là, tình hình bên trong như nào rồi một người đàn ông trung niên mặc vét đang đi tới từ trang phục trên người của người đàn ông trung niên này có thể thấy thân phận ông ta không hề đơn giản đây là phó chủ tịch lưu của công ty trần phong thấy phó chủ tịch lưu hỏi mình quản lý an ninh mới đáp phó chủ tịch lưu tình huống rất kỳ quái ông tự mình nhìn xem đi phó chủ tịch lưu mang theo nét mặt khó hiểu nhẹ nhàng cẩn thận hé mở cửa văn phòng sau khi nhìn một lát lập tức xua tay nói với mọi người không có việc gì đâu có thể chỉ là hiểu nhầm mọi người giải tán giải tán đi hai quản lý và phó chủ tịch công ty của trần phong không nhìn thấy tình huống trong phòng làm việc của trần phong nên rất tò mò hai người liếc mắt nhìn nhau đều không hẹn mà cùng gật đầu sau đó hai người tiến về phía trước vài bước cùng nhau nhẹ đẩy hé mở cửa văn phòng hai người đồng loạt thò đầu vào nhìn, sau đó nhẹ nhàng lui ra, vẫy tay với những người còn chưa lui ra ngoài. đều giải tán đi. hầu hết đám người đều đã giải tán, chỉ còn một số ít người ở lại cứu chữa cho những người bị thương. không lâu sau, từng chiếc xe cứu thương đã lái tới. hơn một trăm bảo vệ bị Hoàng Thiên đánh nằm ngã ra đất, lần lượt được khiêng xuống, từng người một được đặt lên xe cứu thương trong tòa nhà văn phòng, ngoài trừ công ty giao Trần Phong mở, còn có rất nhiều công ty khác. Mọi người thấy nhiều người được khiên xuống như vậy, ngay lập tức sôi nổi bàn luận, cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Nhưng có rất nhiều người đã đến giải tán đám đông, để ép sự việc này xuống. Có một số người chuẩn bị cầm điện thoại lên chụp ảnh, thì bị tịch thu điện thoại, hoặc là chặn lại, toàn bộ đều nằm trong phạm vi khống chế. Mấy đơn vị truyền thông nghe tin vừa tới đây đã bị đuổi, những phóng viên này biết đây là sản nghiệp của nhà họ Trần. Lòng đầy sợ hãi lập tức rời khỏi nơi đây. Những chuyện này đều xảy ra ở bên ngoài. Lại nói sau khi Hoàng Thiên bước vào văn phòng của Trần Phong, tùy tiện bày ra một cái ảo trận và lao trận. Sau đó nhìn tới nét mặt khiếp sợ của Trần Phong. Thấy Hoàng Thiên, Trần Phong đầu tiên là kinh hãi, sau đó vẻ mặt gã dần trở nên ảm đạm. Hai ba phút trước, Trần Phong đã biết Hoàng Thiên đang đi lên nhưng anh ta không ngờ nhiều nhân viên bảo vệ như vậy mà không thể ngăn được Hoàng Thiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, Hoàng Thiên đã xuất hiện trong văn phòng của anh ta rồi. Trần Phong âm thầm lo lắng, cũng có chút sợ hãi. Nhưng mà Trần Phong rốt cuộc cũng là con cháu thế gia, cho nên vẻ mặt kinh hãi rất nhanh đã biến mất, sắc mặt âm trầm khó coi. Hoàng Thiên có thể đánh, nhưng Trần Phong cho rằng nơi này là sản nghiệp nhà mình. Nhân viên bảo vệ đông đảo, cho dù Hoàng Thiên có đánh thì cũng không thể một đường đánh mấy trăm người chỉ cần đội bảo vệ của mình lên tới hoàng thiên sẽ vô cùng phiền phức vì vậy trần phong mặt mày âm trầm nhìn hoàng thiên rồi hung dữ nói mày muốn làm gì đây là địa bàn của tao trần phong là đang cảnh cáo cũng là nhưng mà vẻ mặt của hoàng thiên lại nhẹ nhàng đến vậy lúc này hắn đã hoàn toàn nắm được thế chủ động hoàng thiên bước tới gần Khoanh chân, ngồi xuống trước mặt Trần Phong. "Là Trần Phong đúng không? Thế giới hiện tại thật sự không yên bình. Sáng hôm nay tôi lái xe ra ngoài, gặp phải tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa chết tiệt đó đã bắn một phát vào cửa kính xe tôi, hại tôi phải đổi một tấm kính xe mới, tốn khá nhiều tiền." Nghe vậy, sắc mặt Trần Phong lại đen hơn một chút, gần như ảm đạm đến mức véo ra nước. Hoàng Thiên nói lời này, trong lòng Trần Phong thầm mắng ôi cái tên độc lan chết tiệt nét mặt trần phong thay đổi liên tục hoàng thiên nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ quả nhiên tên trần phong này đã thuê sát thủ ra tay với mình không hiểu sao trong tay hoàng thiên lại tình hình xuất hiện một con dao găm con dao găm này tỏa ra ánh sáng lạnh vừa nhìn đã biết con dao găm này rất lợi hại dao trong tay hoàng thiên rất đa dạng hoàng thiên đụng nghịch con dao vô cùng trôi chảy thấy con dao trong tay hoàng thiên trần phong âm thầm lo lắng trong lòng thầm nghĩ sao nhân viên bảo vệ còn chưa có tới hoàng thiên dường như biết được trong lòng trần phong đang nghĩ gì hắn hờ hững nói đừng có trông chờ vào những nhân viên bảo vệ kia chúng ta nói chuyện một chút đi mày mày muốn nói chuyện gì trần đại thiếu quả là quý nhân hay quên không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao xe của tôi bị bắn thủng một lỗ lớn xích nữa đã mất mạng chẳng lẽ chúng ta không nên thảo luận với nhau về vấn đề này ư ừ? thấy hoàng thiên lại nhắc tới chuyện này trần phong cũng không phải đồ ngốc lập tức hiểu ý của hoàng thiên nhưng dưới loại tình hình này trần phong có chết cũng không thừa nhận thế nên trần phong nôn nóng nhìn về cửa sau đó gần cổ lên nói chuyện của mày tao không biết tay súng bắn tỉa gì tao cũng không biết không liên quan tới tao Nói rồi Trần Phong lại lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa phòng làm việc, trong lòng hận thuộc hạ mình muốn chết. Thiếu gia nhà họ Trần bị ép buộc tới mức này mà thuộc hạ của hắn, lực lượng bảo an là giống như đã chết, không thấy một người nào. Nhìn biểu cảm của Trần Phong, Hoàng Thiên nở nụ cười nhẹ, cũng không vội bức ép hắn mà vội nhẹ lên khuôn mặt của hắn rồi nói. Trần thiếu gia, ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc của mình đi, suy nghĩ một chút. Vài ngày sau tôi lại tới tìm cậu khuôn mặt trần phong bị hoàng thiên bóp thế này tương đương với việc bị vã vào mặt trong lòng trần phong tràn đầy tức giận nhưng hắn biết thực lực hắn còn kém xa hoàng thiên nếu một chọi một trần phong biết rằng mình mà như vậy thì chính là tự tìm ngược đãi thấy trần phong lòng đầy lửa giận tức tới mức nghiến răng nghiến lợi nhưng mà không dám bộc lộ ra bên ngoài quá nhiều tâm trạng của hoàng thiên vô cùng vui vẻ loại cảm giác này thật sự rất tuyệt vời hoàng thiên nhìn trần phong chậm rãi quay người chuẩn bị rời đi đi được vài bước câu nói nhẹ nhàng của hoàng thiên lại truyền vào trong tay trần phong đừng ảo tưởng cho rằng mình có thể rời khỏi văn phòng này ngồi ở đây suy nghĩ mấy ngày cho tôi hoàng thiên vừa đi vừa bỏ lại một câu phía sau khi hoàng thiên đi tới cửa hắn lại nói tòa nhà văn phòng này thật là tốt hoàng thiên nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng của trần phong ở trên hành lang hắn còn gặp một số quản lý cấp cao và cấp trung của công ty trần phong một nhân viên thư ký của trần phong thấy hoàng thiên vẻ mặt nhẹ nhàng đi ra trong lòng bỗng cảm thấy hơi lạ khi hoàng thiên đã đi xa bước vào trong thang máy đi xuống dưới lầu nữ thư ký này mới đi đến phòng làm việc của trần phong cẩn thận để cửa phòng làm việc của trần phong ra thấy trần phong đang ngồi ở bàn làm việc xử lý văn kiện còn nhẹ nhàng xua tay với mình hiển nhiên là bảo nữ thư ký này lui ra ngoài nữ thư ký nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc rồi lui ra. đúng lúc là gặp phải một quản lý cấp cao trong công ty Trần Phong. tên quản lý cấp cao này rõ ràng lại là đến đây xem tình hình của Trần Phong một chút. chuyện hôm nay hơi lạ, ông ta muốn nhìn Trần Phong một lát cho yên tâm. người đàn ông nọ thấy cô thư ký này liền hỏi: thư ký chủ, Trần Thiếu sao rồi? Dạ, địch tổng, Trần Thiếu không sao, hiện đang xử lý văn kiện trong phòng làm việc. Trần Thiếu không có việc gì thì tốt rồi, không có việc gì thì tốt. Quản lý cấp cao này cảm thấy yên tâm nên cũng không đi tới văn phòng của Trần Phong nữa. Sự thật bên trong văn phòng của Trần Phong có phải như vậy hay không? Chắc chắn không phải là vậy rồi. Hoàng Thiên bày ra ảo trận đã phát huy tác dụng. Những thứ mà người ngoài nhìn thấy tất cả đều là giả. Tình huống thực tế bên trong văn phòng hoàn toàn không phải như vậy. Thấy Hoàng Thiên thoải mái bước ra khỏi văn phòng mình, Trần Phong vẫn chưa hồi phục lại tinh thần Trong lòng thầm nghĩ Sao hắn lại bỏ đi Chẳng lẽ Hoàng Thiên này kiên kỵ gia thế của mình Nên mới không dám làm gì hắn ta sao Tiếp theo Trần Phong lại nghĩ Hoàng Thiên nói những lời này là có ý gì Muốn hắn ngồi ngây ngốc ở văn phòng suy nghĩ mấy ngày Hoàng Thiên nói Muốn hắn ở văn phòng Thì hắn liền ngây ngốc ngồi ở văn phòng này sao Trần Phong nghĩ như vậy Ngay lập tức bước ra khỏi chỗ làm việc Đi tới cửa, cánh cửa văn phòng bốn dĩ có thể dễ dàng mở ra bây giờ có kéo thế nào cũng không mở được trần phong sử dụng sức lực khá lớn nhưng cũng không thể mở được cửa văn phòng mình gặp quỷ rồi trần phong tức giận hung hăng đạp cửa văn phòng sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi một cuộc điện thoại nhưng trên điện thoại di động lại không có một chút tín hiệu nào hắn tức giận ném điện thoại xuống nền nhà trần phong lại lấy điện thoại cố định trong phòng làm việc ra cũng như vậy, trên điện thoại chỉ có từng đợt âm báo vang lên. Trần Phong lại ấn nút gọi ra ngoài vài lần, nhưng không hề có phản hồi. Sao lại thế này chứ? Tâm trạng của Trần Phong vô cùng khó chịu, lẫn khó hiểu. Hắn giống như bị nhốt ở trong văn phòng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Trần Phong thử hết tất cả mọi biện pháp. Nhưng dường như hắn đã bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bản thân hắn là một tồn tại biệt lập Trần Phong ở trong văn phòng mình nổi trận lôi đình, thậm chí còn hung dữ ném đổ đồ vật, đập phá mấy tiếng đồng hồ. Trần Phong tuyệt vọng cũng cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch nằm trên đất, há miệng thở hồng hộc. Trần Phong kêu lên. Lại nói về Hoàng Thiên, nét mặt nhẹ nhàng bước ra khỏi công ty của Trần Phong, ra khỏi tòa nhà văn phòng xa hoa. Hằng lái xe đi tới sân bay, bắt kịp chuyến bay từ tỉnh Tương Nam đến thành phố Phù Dung. Máy bay khởi động, tăng tốc trên đường băng, sau đó bay lên trời xanh, bay về tỉnh Tương Nam. Tại công ty Trần Phong, lúc này đã bắt đầu náo loạn giống như một đám tờ rối. Rất nhiều công nhân đều biết chuyện tổng giám đốc Trần Phong của công ty nhà mình đã biến mất một cách lạ kỳ. Hoàng Thiên đã rời đi được 2-3 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Trần Phong đi ra khỏi văn phòng. Một trong những thư ký của Trần Phong gõ cửa phòng làm việc của anh ta, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc ra trong văn phòng im ắng không hề có bóng dáng của Trần Phong. Tổng giám đốc Trần! Tổng giám đốc Trần! Cô thư ký này ở trong phòng tìm kiếm và gọi tên Trần Phong, nhưng tìm kiếm một vòng cũng không thấy đâu. Thư ký này nghĩ thầm trong lòng, chẳng lẽ tổng giám đốc Trần lặng lẽ đi ra ngoài một mình rồi sao? Nhưng mà không đúng, không có ai nhìn thấy tổng giám đốc Trần đi ra ngoài. Thư ký nghĩ thầm, lờ mờ cảm thấy có thể đã xảy ra chuyện lớn gì rồi vội vàng báo cáo cho một số quản lý cấp cao của công ty trần phong trần phong biến mất mọi người đều cảm thấy vô cùng lạ kỳ phải biết rằng trần phong là cháu đích tôn duy nhất của nhà họ trần ở thủ đô nghĩ tới con quái vật khổng lồ nhà họ trần mấy tên quản lý cấp cao này lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu trong đó có một người còn kinh hồn tán đởm lấy khăn tay ra run rẩy lau lau cái đầu đầy mồ hôi lạnh tin Trần Phong biến mất một cách bí ẩn rất nhanh đã lan truyền khắp công ty. Rất nhiều nhân viên nhỏ đều âm thầm bàn luận. Đồng thời tin tức này rất nhanh đã truyền đến tai nhà họ Trần. Tỉnh Tương Nam, sân bay thành phố Phù Dung. Hoàng Thiên chậm rãi đi xuống máy bay. Xuống máy bay rồi, hắn thoải mái bước ra khỏi sân bay. Vừa mới ra khỏi sân bay Hoàng Thiên đã thấy Trịnh Nhược Đồng đang tới đón hắn. Thấy Hoàng Thiên, trong lòng Trịnh Nhược Đồng tràn đầy vui sướng, hét lên gọi tên hắn. Sau đó Trịnh Nhược Đồng bay vào cái ôm của Hoàng Thiên, một thời gian dài không gặp, Trịnh Nhược Đồng vô cùng nhớ hắn. Trong lòng Hoàng Thiên mềm mại, hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Nhược Đồng, anh đã trở về rồi. Cuối cùng anh cũng trở về rồi, anh biết không, em rất nhớ anh." Trịnh Nhược Đồng à lên khóc, không biết là vì quá vui sướng hay là vì quá ấm ức. Hoàng Thiên nhẹ nhàng dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt tinh xảo của Trịnh Nhược Đồng. Hắn nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng cô. Nhược Đồng là anh không tốt, em đừng khóc, chúng ta về nhà thôi. Dạ được, chúng ta về nhà thôi. Trịnh Nhược Đồng gật đầu, ngoan hoãn để Hoàng Thiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình hai người đi đến trước xe của trịnh nhược đồng sau khi lên xe hai người đi về hướng biệt thự tương thủy loan hai người lâu ngày mới gặp lại nhau nên có rất nhiều lời thầm kín muốn nói trở lại biệt thự hai người không thể khống chế được mà điên cuồng một phen sau khi kiệt sức hai người đều không mặc gì hoàng thiên ôm lấy trịnh nhược đồng hai người nằm trên giường trịnh nhược đồng nằm trong lồng ngực hoàng thiên vẻ mặt vô cùng hạnh phúc thỏa mãn Hai người thì thầm nói chuyện một lúc lâu, quấn quýt dính nhau không rời. Hoàng Thiên cũng kể chuyện của mình ở thủ đô. Đương nhiên hắn không nói tới chuyện mình tham gia đại hội giao dịch của giới cổ võ. Hoàng Thiên kể mình đã mua một trang viên xa hoa ở ngoại ô thủ đô. Kể về chuyện mình mua được một trung tâm thương mại có diện tích 68.000m2 ở hội đấu giá. Anh yêu à, anh làm gì mà có nhiều tiền như vậy? hoàng thiên lộ ra vẻ thần bí cười nói nhược đồng người đàn ông của em có rất nhiều tiền trịnh nhược đồng là do không cẩn thận nên mới buộc miệng hỏi sao hoàng thiên lại có nhiều tiền đây là chỗ thông minh của trịnh nhược đồng cô là một người phụ nữ thông minh ở trong lòng trịnh nhược đồng hoàng thiên luôn khiến cho cô có cảm giác vô cùng bí ẩn loại cảm giác này đã hấp dẫn trịnh nhược đồng mỗi ngày trôi qua hai người về cơ bản đều ở lại trong biệt thự tình ý miên man cho đến sáng ngày mốt trịnh nhược đồng mới đến công ty của mình làm việc sáng nay hoàng thiên cũng lái xe đến trụ sở công ty tập đoàn chuỗi siêu thị phú giai đã lâu rồi hắn mới tới trụ sở công ty hắn cảm thấy mọi thứ vô cùng thân thiết gặp nhân viên trong công ty mình hắn đều chủ động gật đầu một cái mọi người cũng rất sôi nổi chào hỏi hắn chuyện Hoàng Thiên là chủ tịch tập đoàn là một bí mật trong công ty. Rất nhiều nhân viên, đặc biệt là một số quản lý bậc trung cơ bản đều biết Hoàng Thiên, nhưng mà ở các chi nhánh khác lại không có nhiều người biết đến hắn cho lắm. Hoàng Thiên bước vào trong văn phòng mình, nhìn mấy bản báo cáo, đặc biệt là báo cáo về tình hình kinh doanh tài chính của công ty trong thời gian gần đây. Tiếp theo, Tổng Giám đốc Sở Minh Hạo báo cáo lại chi tiết cho Hoàng Thiên nắm rõ tình hình trong thời gian này. Với nguồn tài chính dồi dào, siêu thị Phú Giai hiện đang phát triển mạnh mẽ, lại khai trương thêm hai siêu thị mới. Sau khi Sở Minh Hạo báo cáo xong, Hoàng Thiên lại xem một số tư liệu và văn kiện. Xem một lúc, lúc Hoàng Thiên chuẩn bị tăng làm về, thì Sở Minh Hạo lại đích thân gõ cửa. Ông chủ, bên ngoài có một người tự xưng là Trần Tự Tân, là người nhà họ Trần ở thủ đô muốn gặp ngài ngài có muốn gặp không nhà họ trần ở thủ đô hay sao hoàng thiên ngẫm nghĩ rồi cười rộ không ngờ nhà họ trần lại tự mình đến thành phố phù dung lại còn tới công ty mình chỉ là không biết người tới có thân phận gì ở nhà họ trần hoàng thiên nói cho ông ta vào đi tôi cũng muốn gặp mặt ông ta một lần được sở minh hạo nhẹ nhàng lui ra ngoài hoàng thiên sửa sang lại vẻ ngoài của mình một chút bày ra dáng vẻ của chủ tịch, ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tịch, chờ Trần Tự Tân tới cửa. Chưa đến 2 phút, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Kết thúc tập 30 Bộ truyện Đô Thị Trần Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.